Hey, chào sạc, con chim bày quả. Xin chào các bạn. Cho mình hỏi các bạn mà đã từng đi làm công ty Nhật ở đây một câu hỏi, đó là cái hồi mà mới vào làm công ty Nhật ấy, thì cái điều mà các bạn cảm thấy khó khăn hay là lo lắng sợ hãi nhất là điều gì? Không biết các bạn như nào, nhưng mà đối với bản thân mình ấy, mình sợ nhất hai thứ. Thứ nhất đó là kính ngữ các bạn. Kính ngữ có thể nói nó là một cái phần mà cực kỳ khó trong tiếng Nhật. Càng sử dụng thì mình mới càng thấy là cái phạm vi của nó mở ra rất là nhiều. Và đối với cả phần này thì nói chung là nó cũng phải trường kỳ kháng chiến thì chúng ta mới quen, rồi chúng ta mới sử dụng nó một cách linh hoạt được. Thứ hai đó là một cái phần mà chắc là đến bây giờ nghĩ lại ấy, thì mình vẫn thấy nó có một cái gì đó là rất đáng sợ, đó là phần nghe điện. Và làm thế nào mà mình có thể sử dụng linh hoạt kính ngữ để áp dụng nó vào cái việc nghe điện thoại, cái phần cực kỳ khó luôn. Bởi vì dù sao thì bản thân người nước ngoài chúng ta, dù nói là tiếng Nhật có giỏi đến mấy chăng nữa thì ở một cái mức độ nào đó nó vẫn chưa thể nào mà linh hoạt được bằng người Nhật. Thứ hai nữa là đôi khi ấy, mình nói hay bị vấp và bị nhíu lưỡi nên đâm ra nó rất là sợ. いつもお世話になっております。いつもお世話になっております。あ、はい、かしこまりました。はい、かしこまりました。はいはい、わかりました。あ、かしこまりました。あ、もういいよ。và một cái điều nữa đó là các bạn phải hiểu là khi mà mình nghe điện thoại ấy là mình đại diện cho hẳn công ty. Nên nếu các bạn mà sử dụng tiếng Nhật nó không được tốt cho lắm thì có thể khách hàng họ sẽ đánh giá không tốt về cái công ty của mình. Thế nên cái việc nghe điện thoại đối với cả mình ấy, chắc đến bây giờ đi lại vẫn cảm thấy toát mồ hôi. Kính ngữ thì nó có một số các cái từ hay là cái cách sử dụng từ hơi khác so với tiếng Nhật bình thường. Mình ví dụ đơn giản cái từ chào. Chào trong tiếng Nhật là konnichiwa đi. Vậy thì khi nghe điện hay là khi mà gặp khách hàng thì nó sẽ nói như thế nào? Hey, moshimosh. Không, các bạn, khi mà nghe điện thoại trong công ty đối với các khách hàng ấy, thì không bao giờ người ta sẽ nói là moshimosh, mà người ta sẽ nói theo kiểu như thế này. Isumo osewa ni natte oremasu. Ninniku kabushiki gaisha tantou Gie de gozaimasu. Ah, osewa ni natte oremasu. Hai, shosho omachi kudasai mase. Ah, 申し訳ございませんが、お名前の方はもう一度お伺いしてもよろしいでしょうか。Vâng, có thể nói là cái cách nghe điện thoại ở trong công ty ở Nhật khi làm việc nó hơi đặc trưng một chút, đúng không các bạn? Chính vì vậy, trong các video sắp tới mình sẽ update cho các bạn về cái kính ngữ từ cơ bản đến nâng cao. Rất hy vọng nhận được sự ủng hộ của các bạn. Thế bạn, chào mừng lại. Chào nè.